Nhà hôm nay thì kênh Thai TV xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái thông tin, đó chính là phân tích về cái đội bóng nào sẽ là nắm được cái vị trí nhất bảng ở cái bảng F. Cái trường hợp của U20 Việt Nam và U20 Indonesia, hiện tại bây giờ thì Việt Nam và Indonesia cùng bằng điểm nhau, cùng chỉ số thắng thua đấy. Mà nếu như mà trường hợp hai đội hòa nhau ở cái lượt trận đấu cuối thì đội bóng nào sẽ được xếp vị trí thứ nhất? Có rất là nhiều cái thông tin là nói là chỉ số fair play đồ này nọ đó. Thì thật sự trong cái giải mà vòng loại U20 châu Á năm 2023 thì không có áp dụng cái luật fair play nhé. Cho nên quý vị và các bạn đừng có lầm. Đấy. Thì bây giờ thì Thái TV cũng xin gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn cái thông tin về cái đội bóng nào sẽ nằm nhất. Và quý vị và các bạn đã biết rồi, ý nghĩa của việc nằm nhất là cùng với đó là sẽ sở hữu một cái tấm vé đi tới Uzbekistan tham dự vòng chung kết U20 châu Á năm 2023 diễn ra vào tháng 3 năm sau. Đấy, cho nên rất là quan trọng. Còn đội nhì bảng thì phải chờ kết quả của các cái đội bóng còn lại ở vị trí nhì bảng của các bảng còn lại. Vì 10 bảng nhưng mà chỉ lấy 5 bảng là có đội nhì bảng thành tích tốt nhất để mà vào chơi vòng chung kết U20 châu Á năm 2023 thôi. Cho nên là ai cũng muốn là nhất bảng hết. Đó, thì bây giờ Thai TV cũng xin gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn cái phân tích và cái thông tin về luật của vòng loại U20 châu Á năm 2023, trường hợp nó trùng nhau hết với tất cả chỉ số điểm số. U20 Việt Nam và U20 Indonesia đang có cùng hiệu số bàn thắng và số bàn thua sau cái hai lượt trận đầu tiên ở bảng F vòng loại U23 châu Á năm 2023. Bảng F vòng loại U23 châu Á năm 2023 đang diễn ra với những cái diễn biến vô cùng rất là hấp dẫn. Sau hai lượt trận đầu tiên thì cả U20 Indonesia và U20 Việt Nam đang bằng điểm nhau và bằng cả về chỉ số. Theo đó cả hai đội cũng đánh bại đồng Timor Leste với tỷ số 4-0 và vượt qua Hồng Kông với tỷ số là 5-1. Chính vì vậy thì trận đấu giữa hai đội diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 18 tháng 9 tới đây sẽ là mang một cái tính chất quyết định ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, trong trường hợp U20 Việt Nam và U20 Indonesia hòa nhau trong 90 phút thi đấu chính thức, việc xác định ngôi đầu bảng sẽ không phụ thuộc vào các chỉ số fair play như các cái giải đấu thông thường. Theo điều lệ của giải đấu thì khi hai đội bóng cùng chỉ số về điểm số cũng như là chỉ số về hiệu số bàn thắng bàn thua thì sẽ quyết định là đội có ngôi đầu bảng trên chấm phạt đá 11m nha quý vị. Đấy, trường hợp cả hai đội bằng nhau hết về điểm số về này về nọ hết thì sẽ đưa nhau ra đá phạt đền. Mỗi đội 5 quả, đội nào đá hay hơn, đội nào vào nhiều hơn, đội đó sẽ được ngôi đầu bảng. Và đội nào thua thì đội đó sẽ là ngôi dự bảng, như thế thôi. Đầu bảng được vào thẳng vòng chung kết U20 châu Á năm 2023, nhì bảng thì phải chờ cái kết quả của các cái trận đấu còn lại thì mới được đi tiếp. Tuy nhiên, nếu Việt Nam và Indonesia hòa nhau ở lượt trận đấu cuối và phải đá 11m thì kết quả luân lưu sẽ không được tính vào cái kết quả của trận đấu. Tức là sẽ không được tính vào cái kết quả của trận đấu là như thế nào. Là giống cái gan như là đá luân lưu là giống cái gan đá bốc, mang cái tính chất bốc thăm gì thôi. Đó. Còn cái kết quả là là nói là Việt Nam thua hay là Indo thua thì không có được tính nha quý vị. Đó. Cả hai đội sẽ có cùng 7 điểm, hiệu số bàn thắng bàn thua là dương 8. Số điểm này là đủ để giúp một trong hai đội bóng kể trên đi tiếp tại giải vô địch U20 châu Á năm 2023. Sẽ có 10 đội Nhật Bản giành vé đi tiếp tham dự vòng chung kết U20 châu Á năm 2023 tổ chức tại Uzbekistan vào năm sau. Trong khi đó, đội nhì bảng sẽ phải so sánh thành tích và chỉ có 5 đội xuất sắc nhất mới đủ điều kiện đi tiếp. Ở lần gần nhất đối đầu nhau tại giải vô địch U19 Đông Nam Á, U19 Indonesia và Việt Nam đã cầm hòa nhau. Nếu kịch bản phải đá 11m xảy ra, U20 Indonesia là đội gặp bất lợi hơn nha quý vị.
Đấy, nếu như mà trường hợp mà đá 11 mét thì Indonesia sẽ gặp bất lợi hơn. Lý do vì sao? Lý do có hai lý do nha quý vị. Thật sự nếu như mà trong 90 phút mà đá mà trên sân nhà mà sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả đấy thì lại là một cái điều khích lệ tinh thần và coi như cầu thủ số 12 đấy. Nhưng mà khi mà đá vào chấm phạt đền rồi những cái chỉ số đó, những cái lợi thế đó nó biến thành ngược lại đấy quý vị. Khi mà đưa nhau ra đá phạt đền mà đội nào mà đội chủ nhà đó thì sẽ bị áp lực rất là lớn từ khán giả. Nếu họ để thua sẽ bị khán giả họ chửi dữ lắm. Khán giả nhà đấy. Đấy mà đặc biệt các cầu thủ trẻ chừng tuổi 20, 20, 19, đôi mươi gì đấy thì chỉ cần mà tiếng la ó trên khán đài đồ này nọ rồi thì họ sẽ bị phân tâm liền. Còn Việt Nam của chúng ta đá sân khách thua cũng chả sao. Đấy và cũng 7 điểm rồi, cũng coi như là cũng gần như chắc chắn có vé đi rồi, nên là chúng ta thoải mái tâm lý hơn so với lại là Indonesia. Và tiếp theo nữa, đó chính là thủ thành số 1 của đội bóng U20 Indonesia, đó chính là Kaya, đã gặp phải một cái chấn thương rất là nặng ở cái trận đấu với lại là U20 Hồng Kông sau một cái tình huống là bắt bóng và va chạm chính cái cầu thủ hậu vệ của đồng đội, đó chính là hậu vệ của U20 Indonesia. Và thủ môn này đã phải nằm bất tỉnh trên sân. Sau đó là các nhân viên y tế đã vào sân chăm sóc cho anh và cảm thấy rất là nặng rồi. Và sau đó xe cấp cứu đã phải dọn ra và phải khiêng anh ra xe cấp cứu đưa gấp tới bệnh viện. Đây là một cái gọi là một cái gì? Gọi là một cái trường hợp nặng đấy. Và rất là có thể là khoảng có 99% là không thể là góp mặt ở cái trận đấu với lại là đội U20 Việt Nam diễn ra vào ngày 18 sắp tới rồi. Tại vì 2 ngày một trận mà mới đá đây xong rồi bị thương như vậy sau mà bình phục kịp. Đó chính là một cái bất lợi, cực kỳ bất lợi đối với lại là U19 Indonesia nha quý vị. Và những cái thông tin mà Thai TV thông báo đến cho tất cả quý vị là những cái thông tin chính xác, không bao giờ sai. Và Việt Nam của chúng ta đang còn có lợi thế rất là lớn đó quý vị. Đó. Thì đó chính là những cái mà Thai TV muốn gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thương Thai TV thì hãy cho Thai TV một like, một comment, một share, một subscribe để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.